Vâng, trên tay em đang cầm chiếc Mac E240 có năm sản xuất vào năm 2001. Và đây là một mẫu xe chạy và khẳng định với anh chị và các bạn, êm và sướng như Camry đời 2004 luôn. Gầm bệ êm du và chiếc xe rất là đẹp. Đẹp như thế nào thì mời quý vị và các bạn hãy cùng em, chúng ta hãy xem đến phần chi tiết của cái chiếc xe này. Và đây là một chiếc xe nó cũng không có quá nhiều, nếu mà Mac E240 đời này thì nó cũng không có quá nhiều trên thị trường đâu nha các bác nhé. Hộp số tự động luôn này. Và con này nó cực kỳ chất. Và em sẽ cho anh chị và các bạn xem cái độ chất của xe luôn. Và con này nếu mà chúng ta nhìn thực tế, bản chất con xe này nó dài gần 5m. Và form nó vẫn có một cái nếp form cổ của ngày xưa. Nhưng mà với cái chiếc xe này thì động cơ là 2.4 V6. Thì nhiên liệu nó quay tầm khoảng chục lít, 9-10 lít trên 100 cây đối với dòng xe Mac E240 có năm sản xuất năm 2001 này. Xe rất đẹp, sơn si bóng cườm cả xe và sơn zin nó vẫn còn nhiều. Và xe em cam kết bảo hành cho anh chị và các bạn là không có đâm đụng, không có tai nạn, không thủy kích gì cả. Và hoàn toàn là một chiếc xe chúng ta mua về là chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Chúng ta chỉ mua về đổ xăng chạy thôi. Tất cả mọi hệ thống của chiếc xe này hoạt động bình thường hết. Cốp điện, túi khí trang bị rất là nhiều, túi khí hoàn toàn và phanh ABS. Và với cái dòng xe này thì chúng ta nhìn thấy là nếu mà E240 thì đời 2001, 2002, 2003 thì 2002, 2002 cuối 2002, 2003, 2004 nó chuyển sang form mới. Thì con này là form đầu 2001, nhưng đây là một chiếc xe nội thất của nó vẫn còn zin nguyên bản theo xe và sơn zin nó vẫn còn nhiều. Toàn bộ xe này chúng ta nhìn này, không có bị lỗi gì cả, na răng nốp náp dày cả dàn nha các bác nhá. Đây, ta nhìn sườn này, sơn si bóng cườm cả xe, không một vết xước nào cả. Đèn đóm xi nhan rồi là đèn nguyên bản theo xe nhá các bác nhá. Máy nổ thì chỉ có bây giờ hiện tại là có quạt gió đang quay thôi, nghe tiếng bé bé, máy nổ cực êm. Đối với dòng xe này thì nó cách âm tốt, cho nên anh em ngồi bên trong cảm thấy là nghe thấy cái tiếng kêu của nó không có bị ồn. Và bên trong thất xe đang kiểm đến tháng 7 năm 2020. Và bên em nhận thu mua tất cả các loại ô tô cũ từ 100 cho đến 400 triệu đồng trên tất cả các tỉnh Bắc Trung Nam. Và anh chị nào đang có nhu cầu bán bất cứ mẫu xe nào thì có thể liên hệ em số điện thoại là 0852 555 555 hoặc 0966 668 121. Em là Minh và cửa hàng có tại địa chỉ đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương, cửa hàng Dương Minh Auto. Và anh chị nào khu vực phía Nam mà chúng ta muốn mua chiếc xe này thì chúng ta rút hồ sơ sang tên thì cũng không mất 20 triệu tiền biển, vì con này nó là biển Hà Nội. Và anh em ở khu vực phía Bắc thì chúng ta mua về chúng ta có thể để nguyên biển chạy, biển số nó cũng rất là đẹp. Bên trong nội thất của xe nhá thì con này điều đầu tiên em muốn nói cho anh em là đằng sau xe nội thất nó zin nguyên bản theo xe. Và không gian ngồi của con này cực kỳ là rộng. Bạn nhìn thấy không? Ngồi sau xe này vẫn còn thừa hơn một gang. Nó rất là dài. Và toàn bộ tắp ni, tắp nô của nó này, nó vàng khè luôn. Nỉ này. Và tất cả những cái chốt bản nề trong xe này nhá, chỗ nào nhìn các bác đều nhìn hết, tất cả những cánh cửa đều nó đều một như thế này luôn. Cửa gió điều hòa sau các thứ này, gương kính chỉnh điện, có chế độ auto nha các bác nhá, rất là khỏe. Chúng ta nhìn cái tắp ni của nó này, toàn bộ là những cái bộ da xịn vẫn nguyên bản của nó luôn, toàn bộ nội thất. Và có trang bị lên tới 2, 4, 6 túi khí an toàn, 8 túi khí an toàn, 6 túi khí an toàn các bác nhé. Vô lăng 1 túi khí này. Và con này điều hòa rất mát. Hộp số tự động. Bệ tì tay vẫn là bệ tì tay da xịn. Và cốp cũng đây, rất là rộng nha anh em nhé. Cốp rất là rộng luôn. Bên trong đây chúng ta có thể để giấy tờ rồi khay đựng nước đây. Đèn báo hiểm, nâng hạ kính, chúng ta phải chỉnh ấy, nhìn ở bảng này nhé. Tí nữa em sẽ cho anh chị và các bạn xem qua luôn máy.
sẽ phóng rộng ra này. Và con này máy nổ cực êm. Đây. Điều hòa mát. Âm thanh chúng ta nghe này. Cái này bấm điện và nó sẽ cụp xuống. Noang. Khay để chúng ta có thể đựng cốc nước. Toàn bộ da xịn. Con này chúng ta nhìn cái chất ghế da này. Anh em ở xa, anh em nhìn chúng ta kết, có thể kết thì alo nhấc máy lên cho em. Số điện thoại của em là 0966668121 và 0852555555. Và anh chị và các bạn cần xem hình ảnh chi tiết, em sẽ gửi hình ảnh cho anh chị và các bạn xem luôn. Đây nó cũng là cái túi khí của nó luôn này. Tất cả những cái nãy cánh cửa nó, xe nó rất là liền lạc. Bật đèn đây. Chạy con này thì các bác nào chơi cái dòng mẹc thì các bác biết. Ghế điện này. Ghế điện nha các bác nhé. Ghế điện hai bên. Chốt bản này rất là cứng. Và gầm con này thì anh em yên tâm luôn. Gầm con này của nó thì khi mà chúng ta mà mở gầm nó ra thì gầm của nó này. Anh em nhìn gầm này. Đấy, và bọn em đang chào bán mức giá là 140 triệu. Anh em nào hiểu về dòng mẹc này thì anh em có thể nhấc máy lên alo cho em nhé. Đấy. Và đồ đạc con này sửa chữa rất là dễ thôi. Toàn bộ là sơn tây. Trong này cũng vậy. Xe rất là cứng xe và nhìn nó đẹp và chạy êm ái. Trần pháo của nó thì trần nỉ nha các bác nhé. Em sẽ cho anh chị và các bạn xem qua luôn máy. Thì đối với chiếc xe này thì cái phần cốp thì em cho anh em xem luôn phần cốp này. Cốp là cốp điện. Đó. Và con này có camera hành trình đầy đủ rồi nhé các bác nhé. Camera hành trình. Cốp con này nó rất là rộng dài. Anh ta nhìn cốp này. Đầu DVD 9 đĩa vẫn nguyên bản nha. Nghe nhạc vẫn đầy đủ. Kinh nốc kinh nhạc đầy đủ hết này. Tôn vổ dòng nhạc thì rất là dày. Và con xe này là con xe chất. Thực sự. Dành cho anh em nào mà chúng ta đang đam mê về cái dòng mẹc của ngày xưa. Sản xuất năm 2001, đăng kiểm 6 tháng thì nói chung là đăng kiểm 6 tháng thì xe là 2007, giờ đăng kiểm cũng 6 tháng rồi. Đúng không ạ? Em sẽ cho anh chị các bạn xem qua luôn phần máy. Máy nổ cực êm. Máy của nó thì kho doang nhé. Chúng về phần máy thì chúng ta khỏi phải nghĩ. Đó. Thì đối với dòng mẹc này thì chúng ta mở lắp capo chống lên thì ở nút này nhé. Nó sẽ dựng lên như thế này. Được chưa? Máy của nó nổ thì chúng ta yên tâm luôn.
Đấy, đấy, quạt gió này, quạt gió to. Và quạt gió dòng xe này chạy thì anh em yên tâm về độ lành của xe thì anh em yên tâm tuyệt đối nhá. Về độ lành và độ bền của dòng E240 này thì quý vị và bạn hoàn toàn là yên tâm luôn. Toàn bộ móc mép cabo này đi nguyên bản hết. Xe không va chạm, không va quyền một tí gì cả. Đấy. Và anh chị và các bạn đang có nhu cầu và đang quan tâm đến cái dòng xe này thì alo cho em, nhấc máy lên alo cho em số điện thoại 0852 555 555. Và số điện thoại trên cũng là số điện thoại Zalo của em luôn để em có thể gửi hình ảnh chi tiết cho anh chị và các bạn. Và một lần nữa anh chị và các bạn mà mới xem được kênh, chúng ta có thể ấn nút đăng ký theo dõi kênh để có thể được cập nhật và được theo dõi thường xuyên tất cả những mẫu xe về mới nhất từ Gà Mân Em. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip lần sau. Xin chào, cảm ơn.